shop Jibo sưu tầm. Xin chào cả nhà. Hôm nay đầu tuần, ngày 5 tây tháng 12, em xin chúc cả nhà có một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà mình mẫu Jibo tẩu trung niên 1932 1987 new full box. Trung niên 1932 1987 new full box. Mà anh em xem qua nha. Cái Jibo tẩu này trong tình trạng new. New full box solid gas. Mặt trước được hai mặt được phủ keo. Những cây mà rát xước new thì nó sẽ được phủ một lớp keo. Keo 2K. Lớp này lớp ố đen nè, do bảo quản lâu quá có bị đồ ẩm, bị ố keo, không ảnh hưởng nha anh em. Mục đích 1932 1987 nguyên zin sắc nét. Tất cả các góc cạnh là liền lạc nha anh em, nguyên zin liền lạc. Và cây này nó đi theo một cái hộp zin của nó ngày xưa luôn, model 204BL Rad Bibolator. Bibolator là Jibo tẩu mã vạch, là Jibo 8X, là nó solid gas, nó sẽ có hai tờ giấy sổ, sổ theo Jib. Mà anh em xem qua phần bên trong nha. Ruột tẩu new nguyên zin theo máy. Cây này không có bị kẹt đá. Nguồn đốt sạch sẽ. Nguồn đốt những cây tẩu new thì nó sẽ có những cái vết xước rất là nhẹ nha anh em, do cái hai cái cạnh này nè tạo nên. Những cây thường thì có thể là không có vết xước, nhưng mà những cây tẩu new thì sẽ có vết xước. Vết xước rất là mỏng, mỏng nhẹ, do hai cạnh này nó lồi ra nè. Mà anh em xem qua phần ruột nhé. Cây Jibo tẩu 3287 new. Ruột vàng new theo máy. Chưa xước, ruột này 1984. Thường thì những cây Jibo tẩu 8X ruột sẽ lệch nha anh em. Hiếm cây nào có ruột trùng theo máy như những cây rượu lơ lắm. Tại vì ruột tẩu nó sản xuất cũng hạn chế à. Đây là phần vỏ, nó có xước nhẹ trong này thôi. Sạch sẽ nguyên zin, chuẩn new.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem nha. Con này em xin giới thiệu giao lưu với cả nhà mình là 7.000k nha. Anh em có thể like, subscribe để xem được nhiều video hơn nha. Hàng bên em thì bán ra bao zin toàn bộ từ nhà sản xuất, bảo hành trọn đời, ship code toàn quốc cho anh em an tâm sử dụng. Một lần nữa thì em xin chúc cả gia đình một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an nha. Em cảm ơn.